Xin được gửi lời chào thân ái đến quý vị cùng với chúng tôi qua mỗi tuần một vấn đề. Hôm nay thì quý vị cùng với chúng tôi có mặt trong trường quay của Lido Sài Gòn TV và một trong những người khách của chúng tôi chắc là quý vị đã có cơ hội gặp gỡ. Kính thưa quý vị, đó là bác sĩ Nguyễn Quang Thái. Lido Sài Gòn TV chúng tôi xin được trân trọng gửi lời chào đến bác sĩ. Vâng, xin cảm ơn Lê Đoàn Trọng và một lần nữa xin kính chào quý vị. Thưa bác sĩ, hôm nay thì chắc là khán thính giả chúng tôi trong những ngày vừa qua đã nghe nói đến rất nhiều những vấn đề của Tổng thống Donald Trump đưa ra. Đặc biệt nhất là chúng ta thường nói đến vấn đề là travel ban, tuy nhiên một trong những cái luật về vấn đề di trú mới. Bên cạnh đó thì vấn đề môi trường khí hậu cũng là một trong những vấn đề mà người ta nói đến rất nhiều trong tuần lễ này thưa bác sĩ. Việc trước tiên chắc bác sĩ có điều kiện nhìn về phía Sacramento thì bác sĩ ngay cả San Jose lũ lụt nước tràn đầy hết cả đường và mực nước sông lại dâng lên rất cao, đặc biệt ở ngay cái nhà máy thủy điện của Oroville là cũng là một trong những cái vấn đề thử thách đối với vấn đề gọi là thiên tai của thế giới ngày nay và đặc biệt California chúng ta cũng hứng chịu. Bên cạnh đó thì thưa bác sĩ, vấn đề môi trường cũng là một trong những vấn đề người ta nói đến rất nhiều. Bởi thế chúng tôi quyết định là sẽ mời bác sĩ đến hôm nay để chúng ta tạm bỏ quên tất cả những cái khó khăn, những cái phiền toái để chúng ta cùng nhau nói đến một trong những vấn đề môi trường, vấn đề đời sống thiên nhiên và kính thưa quý vị, một trong những sự kiện về gọi là phát triển khoa học kỹ nghệ ở tại Hoa Kỳ này. Thì bác sĩ đã chuẩn bị hết tất cả những cái điều kiện để đưa đến với khán thính giả chúng tôi chưa thưa bác sĩ? Vâng, anh Đoàn Trọng đưa ra một cái đề tài gọi là rất mênh mông, rất rộng lớn và có thể là phải nói vài ba năm có thể may sao mới hết được. Vâng, thật sự đó là chắc quý vị mấy lúc này nghe rất nhiều tin tức, chắc quý vị cũng nhức đầu. Mà hôm nay mà quý vị còn nghe nói về dinh dưỡng không được ăn thịt, chỉ có ăn rau không, chắc quý vị còn nhức đầu hơn. Thì hôm nay chúng tôi sẽ mạo muội nói chuyện với quý vị mà một đề tài mà chúng tôi cũng có gọi là rất nhiều đam mê. Đó là cái đề tài khoa học và kỹ thuật và cái đề tài và môi trường, ô nhiễm môi trường. Anh Đào Trọng nói đúng, lúc sau này chúng ta có những cái khí hậu rất lạ lùng, khô, rồi mưa, rồi lạnh, đủ thứ hết trơn. Thì cái đó người ta nghĩ có thể là cái gọi là hậu quả của những cái gì chúng ta đã làm mà phá cái môi trường. Trong đó là dùng xăng, dùng than để gọi là đốt và từ đó làm hâm nóng hoàn cầu và phá cái môi trường. Vâng, và từ đó là một cái mà thực sự chúng ta rất lo âu. Cái chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai chúng tôi không biết. Nhưng mà khi nghiên cứu về khoa học và kỹ thuật, tôi nghĩ hôm nay tôi có thể mang lại cho quý vị một cái niềm tin. Tại là hiện thời ở trên thế giới và nhất là trên nước Mỹ đã có những cái nỗ lực thay đổi những cái điều đó. Và đặc biệt đã có những cái rất nhiều người có những cái khả năng rất đặc biệt mà làm sao thay đổi cái chuyện gì mà đã xảy ra cho môi trường chúng ta. Cảm ơn bác sĩ. Vâng, thưa bác sĩ. Nhưng mà thưa bác sĩ, chúng ta là những người di dân đến Hoa Kỳ, trong cộng đồng có thể nói là một trong những cái yếu tố căn bản nhất của hiện Trung Quốc Hoa Kỳ là chúng ta từ khắp nơi trên thế giới về đây. Thì thưa bác sĩ, gần đây người ta cũng có những cái lời chỉ trích với những người cộng đồng di dân, trong đó có chúng ta. Thế với một tư cách là một người có tầm hiểu biết và là một giới chức trí thức, thì bác sĩ có nghĩ rằng là những người ở trong cộng đồng di dân chúng ta đến đây có đem lại một cái thành quả tốt đẹp nào cho Hoa Kỳ không thưa bác sĩ? Vâng, cái vấn đề này tôi nghĩ chắc chắn những người di dân qua nước Mỹ cũng sẽ cũng đã đem lại những cái điều tốt đẹp cho nước Mỹ. Tại sao? Thứ nhất á, nước Mỹ là một cái nơi cho chúng ta hay là cho tất cả mọi người có cái cơ hội. Chúng ta có một cái giấc mơ chúng ta sẽ đạt được. Không có nước nào trên thế giới mà có thể cho chúng ta một cơ hội như vậy. Qua đây thấy có cơ hội chúng ta ráng. Có thể chúng tôi nói đó là chúng tôi làm việc 110%, 120% hy sinh cho nghề nghiệp để học hỏi cho nghề nghiệp và làm nhiều hơn. Và không phải riêng chúng tôi, bao nhiêu người trên thế giới khi qua đây cũng đều có một cái ước mơ làm sao thành công.
Và hôm nay chúng tôi có thể lấy một cơ hội nói một người rất đặc biệt. Một người đó tôi nghĩ đó là một người thần đồng, một người sinh đẻ ở South Africa, qua bên Canada, rồi qua bên Mỹ này, rồi người đó đã và đang có thể làm thay đổi cả thế giới. Wow, kính thưa quý vị, trên màn ảnh truyền hình thì quý vị thấy một người trai trẻ ở tuổi trung niên có một cái nụ cười rất hồn nhiên. Thưa bác sĩ, đó phải là nhân vật bác sĩ muốn nói chuyện với chúng tôi ngày hôm nay không thưa bác sĩ? Vâng, đó là nhân vật chúng tôi muốn nói chuyện hôm nay. Đó là nhân vật chúng tôi sẽ trình bày cho quý vị có thể thay đổi thế giới. Đó là nhân vật Elon Musk. Anh Đoàn Trọng cũng là một người chúng tôi đã nói với anh Đoàn Trọng rất nhiều về nhân vật này. Anh Đoàn Trọng cũng có gọi là nghiên cứu về nhân vật này. Thì có thể anh Đoàn Trọng có thể kể sơ sơ gọi là tiểu sử của Elon Musk hay không? Vâng, kính thưa quý vị, như bác sĩ Nguyễn Quang Thái cũng đã tạo ra một cái sự gọi là tò mò, tìm hiểu và kích thích tôi để làm sao tôi tìm đến một cái nhân vật mà chắc lẽ quý vị sẽ cùng với chúng tôi rất thích thú về nhân vật này. Kính thưa quý vị, ông sinh năm 1971 tại một cái quốc gia chắc lẽ quý vị đã từng biết đến qua những kỳ Thế vận hội cũng giống như là giải vô địch bóng đá. Kính thưa quý vị, đó là South Africa. Ông Elon Musk này sinh năm 1971, nhưng mà thưa bác sĩ, gốc gác gia đình của ông, thấy hình ông thì người da trắng, thì gốc gác của ông có liên hệ gì không mà tại sao phải đến South Africa thưa bác sĩ? Chắc quý vị biết là South Africa tuy là một nước phi châu nhưng mà rất nhiều người da trắng sống ở bên đó. Bố ông là người South Africa nhưng tôi nghĩ chắc là người da trắng có thể, và mẹ ông là người Canada. Bởi vì vậy ông là mẹ là Canada, bố là South Africa. Thế có gì liên hệ đến với Hoa Kỳ của chúng ta với gia đình ông Elon Musk không thưa bác sĩ? Ông Elon Musk thì còn có những người gọi là ông nội, ông ngoại hay bà nội, bà ngoại đó. Một là sinh đẻ ở bên Anh và hai là sinh đẻ ở bên Mỹ. Thì vâng, ông cũng có gốc gác của Âu Châu và của nước Mỹ. Thì thưa quý vị, khi chúng ta nói đến Elon Musk thì chúng ta phải nói đến một cậu bé vào tuổi thơ ấu của cậu, tuổi 10 tuổi của cậu. Thì cái khả năng về vấn đề Internet của Elon Musk lúc đó như thế nào thưa bác sĩ? Vâng, thực sự đó, khi mà sống ở Phi Châu, tức là South Africa, có thể Internet cái thời kỳ đó không mạnh gì. Thì ông không có cơ hội như là tất cả trẻ con trên nước Mỹ này mà là sinh trưởng với Internet. Thì đối với mỗi khi mà ông 10 tuổi thôi, thưa quý vị, ông đã đọc hết sách ở thư viện. Và ông không có gì đọc, ông tự học lấy là viết mấy cái program, mấy cái code của về Internet, về software. Và khi ông đạt được 12 tuổi, ông đã viết được một cái code cho một cái video game, cái trò chơi video game. Và ông bán cái đó được với một con số tiền, đối với ông có số tiền khổng lồ là 500 US đô la. Wow, như vậy thì 500 đô la rồi, cái con đường tiến của ông Elon Musk như thế nào thưa bác sĩ? Ông ở lại South Africa hay là ông tiếp tục đến một cái quốc gia nào khác không thưa bác sĩ? Vâng, thì khi mà ông sống ở South Africa thì tuổi trẻ của ông đó thì ông cũng đau khổ lắm. Chắc là vì cái tính tình gọi là cứng rắn mạnh của ông đó, thì học sinh học chung với ông ghét ông rất nhiều. Ông bị đánh đập rất nhiều và đôi khi đánh nặng đến nỗi ông bất tỉnh. Thì có thể bố mẹ lúc đó có thể lo ngại cho ông khi ông 18 tuổi đã mang ông về sống ở Canada và ông đã trở thành công dân của Canada. Wow, wow. Thế thưa bác sĩ, chúng ta muốn tìm hiểu một nhân vật nổi tiếng mà bác sĩ gọi là thần đồng như lúc vừa mới trình bày trước đây thưa bác sĩ. Thế thì con đường học vấn của ông như thế nào? Ông học ở trường đại học nào thưa bác sĩ và tốt nghiệp cử nhân ở trường nào thưa bác sĩ? Sau khi ở Canada một thời gian, ông qua bên Mỹ học ở University of Pennsylvania về physics và về economy. Và sau một thời gian ngắn, lúc đó là tôi nghĩ là năm hơn 24 tuổi, ông đi qua Berkeley ở California và ông dự định học PhD về physics và material science. Vâng, kính thưa quý vị, đó là một ít vài nét đặc biệt và ông hình như ông đã có đạt được cái bằng PhD ở tại California, phải không thưa bác sĩ? Không, thì khi mà California đó, ông chỉ học bằng PhD cũng có 2 ngày thôi. Ông chán quá, và ông bỏ. Wow. Ông bỏ là gì, không phải ra đi chơi thôi. Ông bỏ, ông đi ra, ông sáng lập một company
tên là Zip 2. Như vậy là thưa bác sĩ, thế một người bác sĩ cho là thần đồng, bác sĩ cho là một người có thể làm thay đổi, mang lại cái niềm tin cho thế giới, thế tại sao bác sĩ nói rằng là không có đi học PhD? Kính thưa quý vị, chúng ta thường nói đến những vị khoa bảng tiến sĩ đậu bằng cấp rất cao, nhưng đối với ông Elon Musk này, ông vào học có 2 ngày là ông từ giả và bắt đầu cuộc đời có thể nói là sôi nổi của ông sẽ khởi đi từ đó. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua mỗi tuần một vấn đề, và xuôi trở lại quý vị trong giây lát.